Nhà tôi có nuôi một con heo nái, đã đẻ con được 2 ngày, chỉ đẻ được một con, vẫn còn sót lại con trong bụng, chưa cho dùng thuốc gì cả, hỏi nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Vâng, với biểu hiện của lợn như mô tả thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Dung đã có lời tư vấn như sau. Xin chào anh Dương, thì tôi cho rằng là cái con lợn nái đó là nó sức khỏe hơi yếu. Đấy, và do có quá trình chăm sóc nuôi dưỡng thời kỳ mang thai là chưa được đảm bảo. Thế cho nên là sức khỏe nó yếu và nó không có khả năng dặn đẻ. Thế thì nhưng mà nó đã đẻ một con rồi. Chính vì thế cho nên là tôi tư vấn cho anh Dương là nên dùng cái phác đồ như thế này. Thứ nhất là anh dùng cái thuốc là Ovuprost tiêm theo đúng chỉ dẫn sản xuất. Thường là tiêm độ khoảng 0,7 cho đến 1 ml cho một con thôi. Thế và khi tiêm như thế thì cái thuốc này nó sẽ kích thích làm cho cái cơ trơn ấy ở trong tử cung nó co bóp, nhưng nó không có bóp quá mạnh, có bóp ở mức độ vừa phải và trong kéo ra cái thời gì thì co bóp trong vòng 24 tiếng hồ. Thế và đồng thời với quá trình đó thì cần phải dùng cái thuốc bổ Catosan 10% tiêm bắp cho nó một lần trên ngày, tiêm bắp 3 ngày liền. Và đồng thời với quá trình đó thì dùng thuốc caffeine kết hợp với vitamin B1, vitamin C cũng tiêm bắp cho nó một lần trên ngày, tiêm bắp 3 ngày liền để nó hỗ trợ cho cái sức khỏe. Thì như vậy nó có thể vừa kết hợp với dùng thuốc và kết hợp với tăng cường sức đề kháng của nó, sức khỏe cho nó, thì như vậy cái việc sinh đẻ nó sẽ trở nên thuận lợi hơn.